Sửa chữa sai lầm. Hết giờ làm rồi, về thôi Dương ơi. Cậu về trước nhé, mình xếp nốt chỗ hàng này rồi về. Trời ơi, công ty đâu có trả thêm lương ngoài giờ đâu, mình về trước đây. Một thời gian sau. Anh Dương, giám đốc gọi anh vào phòng làm việc. Có chuyện gì vậy cô? Dạ, em cũng không được biết, anh lên ngay nhé. Không biết có chuyện gì mà sếp lại gọi mình vào thế nhỉ? Mời vào. Dạ, em chào giám đốc. Dương đấy hả? Mời cậu ngồi. Theo như báo cáo cuối năm, cậu đã lập được thành tích bán hàng xuất sắc nhất tổng công ty. Ban giám đốc đã có quyết định bổ nhiệm cậu thành cửa hàng trưởng từ hôm nay. Chúc mừng cậu. Cửa hàng trưởng ạ? Dạ, cảm ơn giám đốc. Từ nay, trách nhiệm của cậu rất nặng nề. Mong cậu ý thức được nhiệm vụ của mình và ngày càng có nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công việc. Dạ vâng, thưa sếp, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Tài liệu anh cần đây. À, anh đã xem xong hợp đồng chưa ạ? Bên đối tác đang thúc giục trả lời sớm. Tôi có đọc qua vài lần rồi, nhưng cần phải xem lại. Nhỡ có chuyện gì thì biết ăn nói thế nào với sếp. Anh cẩn thận quá. Đây là khách hàng lâu năm của chúng ta, hợp đồng cũng không có gì thay đổi. Tôi cũng biết thế, nhưng nhỡ có chuyện gì thì... Vâng, anh cứ xem xét kỹ đi ạ. Anh Dương từ ngày lên quản lý, chẳng còn thấy anh vui vẻ như trước, lúc nào trông cũng rất căng thẳng. Trước, tôi là anh bán hàng vui vẻ, nhưng giờ trách nhiệm làm quản lý gây sức ép làm tôi thở không ra hơi. Sự lo lắng ấy làm tôi từng phút từng giây cảm thấy không yên ổn, ngay cả lúc ngủ say cũng như lúc tỉnh, lúc ở nhà cũng như lúc ở siêu thị vậy đấy. Alo, ai vậy? Thưa quản lý, xảy ra chuyện lớn rồi. Đơn hàng hôm trước anh kiểm tra sai mã hàng, nay bên đối tác không chịu nhận hàng. Thế là thế nào? Tôi nhớ là mình đã kiểm tra rất kỹ càng rồi cơ mà. Trời ơi, hợp đồng ấy toàn đơn hàng thực phẩm, không thể để tồn kho được. Làm thế nào mà báo cáo được với giám đốc đây? Rồi có khi mình sẽ bị cắt chức và đuổi việc mất thôi. Mời vào. Có chuyện gì vậy? Thưa giám đốc, hợp đồng vừa rồi do không chú ý nên tôi đã có sơ suất. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm. Nếu có đuổi việc, tôi cũng xin chấp nhận. Ồ, thật đáng tiếc. Vậy thì làm lại thôi. Sao ạ? Tôi đã nghe qua việc này. Việc cũng không phải là không thể giải quyết. Anh biết chịu trách nhiệm là tốt. Nhưng nếu anh không tự cho mình một cơ hội sửa sai thì không ai cho anh cơ hội đó. Và mãi mãi trong hồ sơ của anh sẽ lưu một vết đen làm hỏng hợp đồng của công ty cũ. Vậy tôi... Biết sai rồi thì làm lại thôi. Cảm ơn giám đốc. Tôi xin rút kinh nghiệm. Vụ việc lần này tôi sẽ cố hết sức để xin lỗi đối tác và thuyết phục họ nhận lại đơn hàng trong khoảng thời gian sớm nhất. Vài ngày sau. Mời vào. Dạ thưa giám đốc, mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa. Phía đối tác đã chấp nhận đơn hàng, đồng thời họ cũng tăng lượng đặt hàng gấp đôi trong tháng tới. Tốt, tốt lắm. Tôi đã nói với cậu mà, biết sai thì làm lại thôi. Cách tốt này. Lại nắng lắm đây, trời với đất. Mẹ ơi, cho con xin tiền. Tiền làm gì? Con đóng học. Lại tiền học? Sao lúc nào mẹ cũng thấy mày xin tiền học vậy? Mà mày học hành cho tử tế vào, đừng lông bông nữa. Sang năm là thi rồi. Hôm nọ gặp mẹ, cô giáo bảo mày hay bỏ tiết. Cứ liệu đấy. Bảo cô giáo là mẹ chưa có, mai nộp. Không được đâu mẹ, hôm nay hết hạn rồi. Không có thì con nghỉ. Không được, con phải đi học chứ, sắp thi cử rồi. Bao nhiêu? 500. Trời ơi, sao nhiều thế? Hôm trước con vừa xin 300 rồi mà. Mẹ làm gì có tiền, hằng ngày phải đi chợ nhặt nhạnh từng đồng. Không thì thôi,
con không đi học nữa. Hay con nói khó với cô giáo được không? Không, cô ấy thù con, từ hôm nay con nghỉ học. Biết ngay mẹ vẫn còn giấu tiền để dành mà, hết làm sao được. Đây, con cầm lấy tiền, dậy chuẩn bị đi học nhé. Mẹ nghèo lắm, chỉ cho con được cái chữ thôi. Vâng, mẹ cứ nói mãi. Con thương mẹ, cố học cho tốt. Mẹ đi chợ đây. Con biết rồi. Ngày kia đã đến ngày giỗ đầu ba nó rồi. Ít tiền dành dụm đã cho thằng An đóng học cả rồi. Chắc lại chỉ có chén nước, nén nhang. Tội ba nó quá. Mình ơi, mình thông cảm cho em nhé. Thôi thì tất cả cũng vì con mà. Bồi bàn đâu? Tính tiền. Thôi, khỏi phải trả lại. Bác ơi, bác làm sao vậy? Bác ơi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.